Xung đột tàn khốc ở Gaza, không ngoài dự đoán, đã ảnh hưởng đến việc chào đón tháng linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo vào ngày 14 tháng 3 vừa qua. Palestine lên án Israel vì hành động khó chấp nhận, ngăn chặn người hành hương đến nhà thờ Al-Aqsa. Đây là một trong những biện pháp mà Israel thực hiện để kiểm soát tình hình tại khu vực nhưng đã gây ra sự căng thẳng và phản đối từ phía Palestine. Trong khi đó, phiến quân Hamas và Jihad Islami đã đe dọa mở rộng tấn công với các loại vũ khí hiện đại, khiến cho tình hình ở Gaza trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Trên chiến trường Đông Âu, Ukraine báo cáo về loạt giao tranh ở hai khu vực biên giới Nga, khiến cho mối quan hệ giữa hai quốc gia này tiếp tục căng thẳng. Tổng thống Pháp tiếp tục đưa ra loạt tuyên bố gây xôn xao, kêu gọi Ukraine thực hiện một số biện pháp để đạt được hòa bình lâu dài tại khu vực. Đồng thời, các đội tập kích UAV của Ukraine đang đe dọa đến huyết mạch kinh tế của Nga, khiến cho tình hình quốc tế tiếp tục phức tạp hơn. Trong bối cảnh này, Lầu Năm Góc của Mỹ đang lên kế hoạch thành lập một phi đội UAV sát thủ để đối phó với những đe dọa từ Trung Quốc. Trong vụ án liên quan đến tài liệu mật, Tổng thống Mỹ gặp phải nhiều trở ngại, làm gia tăng sự căng thẳng nội bộ tại quốc gia này. Đồng thời, phụ nữ ở Haiti sẽ phải đối mặt với nghĩa vụ quân sự, trong bối cảnh tình hình an ninh ở khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật chi tiết trong chương trình An ninh Trật tự Thế giới 24 giờ. Vực này từng là núi đền của hai ngôi đền Do Thái trong thời cổ đại. Israel đã chiếm đóng Đông Jerusalem trong cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1967 và sáp nhập toàn bộ thành phố vào năm 1980. Tuy nhiên, việc này chưa bao giờ được quốc tế công nhận. Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, phiến quân ở Yemen đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh mới. Thủ lĩnh Houthi cũng tuyên bố sẽ tăng cường tấn công vào các tàu liên kết với Israel đi qua biển Ấn Độ Dương tới mũi Hảo Vọng. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ bao gồm các tàu có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, mà còn từ biển Ấn Độ tới mũi Hảo Vọng, thủ lĩnh Abdul Mawan nói vào ngày 14 tháng 3. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đã bắt đầu tấn công tàu trên Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ tháng 11 năm 2023. Trong chiến dịch này, họ tuyên bố thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Gaza, nơi Israel đang tiến hành cuộc chiến chống Hamas. Thủ lĩnh An cho biết đã có 34 thành viên của nhóm thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu, theo thông tin từ hãng thông tấn Sputnik và RIA Novosti của Nga ngày 14 tháng 3. Lực lượng này đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh và lên kế hoạch sản xuất lại vũ khí này để tấn công trên Biển Đỏ, biển Ả Rập và Vịnh Aden, cũng như các mục tiêu trong Israel. Các cuộc tấn công vào tàu trên Biển Đỏ trong nhiều tháng qua đã gây gián đoạn hoạt động vận tải biển toàn cầu, buộc các công ty phải thay đổi tuyến đường vận chuyển và gặp phải chi phí cao hơn khi đi qua khu vực miền Nam châu Phi. Các vụ tấn công này cũng đang gây ra lo ngại về sự lan rộng của xung đột Israel-Hamas và có thể gây bất ổn cho khu vực Trung Đông. Nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon cũng tăng cường giao tranh với Israel dọc biên giới hai nước, trong khi lực lượng dân quân ủng hộ Iran ở Iraq tấn công các căn cứ quân sự Mỹ, buộc Mỹ và Anh phải tiến hành các chiến dịch phản công. Mục tiêu của các cuộc tấn công của Houthi ở Yemen và các nhóm vũ trang liên quan là nhằm vào lực lượng này và danh sách khủng bố. Nhà ngoại giao Úc Penny Wekep cho biết vào ngày 15 tháng 3 rằng Úc sẽ tiếp tục tài trợ cho cơ quan cứu trợ Palestine của Liên Hiệp Quốc gần 2 tháng sau khi tuyên bố tạm dừng trợ giúp do các cáo buộc về việc cơ quan này tham gia vào cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Trong một cuộc họp báo gần đây, bà Wekep nói rằng Úc đã tham khảo ý kiến của cơ quan cứu trợ và quyết định tiếp tục hỗ trợ người tị nạn Palestine. Các biện pháp bảo vệ bổ sung mà cơ quan này đưa ra, cùng với hơn 10 quốc gia khác, đã tạm ngưng tài trợ cho UNRWA vào tháng 1 sau khi Israel cáo buộc 12 trong số 13.000 nhân viên của cơ quan này đã tham gia vào cuộc tấn công chết người vào tháng 10 ở Gaza. Liên Hợp Quốc đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc này, và UNRWA đã sa thải một số nhân viên sau khi Israel cung cấp thông tin về cáo buộc. Thụy Điển, Canada và Liên minh châu Âu gần đây đã tiếp tục tài trợ lại. Tiếp tục là các tin tức về tình hình chiến sự ở Đông Âu. Một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết vào ngày 14 tháng 3 rằng các nhóm vũ trang người Nga, những người phản đối Điện Kremlin, đang gây sức ép lên lãnh thổ Nga và làm leo thang giao tranh tại hai khu vực biên giới. Ba nhóm vũ trang ủng hộ Ukraine đã tuyên bố rằng họ đang tiến hành các chiến dịch tấn công ở các tỉnh Boros và Ka, yêu cầu người dân sơ tán khỏi những nơi xảy ra giao tranh. Người phát ngôn của Ban Giám đốc Tình báo Ukraine, ông Andop, cho biết các tỉnh và Boros hiện đang là nơi xảy ra nhiều hoạt động chiến đấu. Thống đốc tỉnh Boros của Nga, Vaslav Gladkov, cho biết rằng không có lực lượng Ukraine nào xuất hiện trong những khu vực bị tấn công, nhưng ông Gladkov cho rằng ngôi làng Kinka đã bị ảnh hưởng nặng nề. Thiệt hại rất nghiêm trọng, cư dân đã được sơ tán đến những nơi an toàn. Trước đó, có 2 người đã thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Các blogger quân đội Nga trước đó báo cáo rằng lực lượng nhảy dù Nga đã được phái đến Kinka,
một trong ba nhóm vũ trang này cho biết đang tiến hành các hoạt động quân sự ở hai khu vực, yêu cầu cư dân của một số thị trấn rời khỏi những khu vực này. Trong quá khứ, các quan chức Nga đã coi các nhóm này là con rối của quân đội Ukraine và Mỹ đang cố gắng gây ra sự hỗn loạn ở Nga. Quân đoàn Tự do Nga và Quân đoàn Tình nguyện Nga trước đây đã nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc đột kích xuyên biên giới vào Nga. Newsweek cho biết quan chức Ukraine vừa kêu gọi Anh chuyển giao pháo laser lửa rồng có khả năng diệt drone gần như tức thì để thử nghiệm thực tế trên chiến trường Bộ Quốc phòng Anh. Hồi giữa tuần, đăng video mới giải mật về cuộc thử nghiệm pháo laser lửa rồng hồi giữa tháng 3 của quân đội nước này. Trong video, chùm tia laser cường độ cao được chiếu vào thiết bị bay không người lái drone. Như ngay lập tức, nghệ sĩ Ukraine Oki Goncharenko ngày 14 tháng 3 xác nhận Kiev muốn được London chuyển giao pháo laser lửa rồng. Bộ Quốc phòng Anh chưa bình luận về thông tin này theo Newsweek. Pháo laser lửa rồng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển và London chưa có ý định triển khai tổ hợp này ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh trước đó cho biết lửa rồng có khả năng khai hỏa với độ chính xác cao đủ sức bắn trúng đồng xu ở khoảng cách 1 km. Cơ quan này không tiết lộ tầm bắn của khí tài, nhưng khẳng định nó có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong tầm nhìn. Các loại vũ khí laser như lửa rồng được coi là giải pháp hiệu quả và có chi phí thấp để bắn hạ những mục tiêu như drone. Loại vũ khí đang được sử dụng phổ biến tại chiến trường Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho hay mỗi phát bắn của lửa rồng có chi phí khoảng $13, trong khi tên lửa của các hệ thống phòng không mà Ukraine thường dùng để bắn hạ drone có giá tới hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu đô la Mỹ mỗi quả. Giới chức Kiev nhiều lần tuyên bố nước này sắp cạn tên lửa phòng không để liên tục phải đối phó với các đòn tập kích từ xa của UAV Nga. Các nguồn tin Ukraine cho biết Kiev đang rất cần được bổ sung các phương pháp giá rẻ để đối phó với chiến thuật này. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Sharp cũng nhấn mạnh lửa rồng có tiềm năng cách mạng hóa phương thức chiến đấu trong tương lai, giúp giảm phụ thuộc vào các loại đạn đắc và hạn chế thiệt hại ngoài dự kiến. Dù vậy, các chuyên gia lưu ý rằng hiệu quả thực chiến của các khí tài như lửa rồng vẫn chưa được kiểm chứng và chúng có một số nhược điểm. Sương mù, mưa và khói trên chiến trường có thể làm phân tán chùm tia laser và giảm sát thương lên mục tiêu. Đồng thời, các hệ thống laser di động cần được sạc ắc quy thường xuyên, dùng tia laser cũng cần phải khóa mục tiêu trong vài giây mới có thể phá hủy. Điều này không dễ thực hiện với các vật thể có tốc độ bay nhanh. Nga mới đây đã bị cáo buộc gây nhiễu tín hiệu của chiếc máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Sharp đi từ Ba Lan trở về Anh. Thông tin vừa được Reuters đăng tải theo nguồn tin chính phủ và các phóng viên đi cùng Bộ trưởng Sharp trên chuyến bay. Tín hiệu GPS đã bị nhiễu trong khoảng 30 phút khi máy bay di chuyển gần Kaliningrad, vùng bán tự trị của Nga. Họ cho biết điện thoại di động không thể kết nối Internet trong khoảng thời gian đó và máy bay buộc phải sử dụng các phương pháp thay thế khác để xác định vị trí, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Eric Sunak. Bản hôm qua, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng và phái đoàn của ông đã bị nhiễu GPS khi bay gần Kaliningrad. Người phát ngôn nói việc này không đe dọa an toàn của máy bay và không có gì lạ khi phi cơ gặp sự cố gây nhiễu GPS gần Kaliningrad, khu vực lãnh thổ của Nga. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên Pravda. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã khẳng định rằng ông không tìm cách làm leo thang cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, nhưng nói rằng ông coi Nga và Điện Kremlin là kẻ thù của Pháp. Ông Macron cho rằng nếu Nga thắng cuộc chiến này, uy tín của châu Âu sẽ giảm xuống bằng không. Đồng thời, ông cũng lên tiếng về việc xung đột có thể lan sang quốc gia khác và hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Ông nói Nga chắc chắn là kẻ thù của chúng tôi, nhưng tôi đã luôn nói rằng chúng tôi không tiến hành cuộc chiến chống lại Nga và người dân Nga mà là đang giúp đỡ Ukraine. Pháp đang làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine đánh bại Nga, bởi vì sẽ không thể có hòa bình lâu dài nếu không có chủ quyền, nếu Ukraine không thể lấy lại được kia. Trong cùng một cuộc phỏng vấn, ông Macron nhấn mạnh rằng nếu Paris quyết định gửi quân đội Pháp đến Ukraine, thì Nga chính là nguyên nhân và cần chịu trách nhiệm. Giám đốc chính sách đối ngoại EU, ông Joseph Borrell, cho biết sau cuộc họp ở Washington mới đây, việc viện trợ cho Ukraine là không thể chậm trễ, vì kết quả của cuộc chiến ở Ukraine sẽ được quyết định vào mùa xuân và mùa hè năm nay. Thông tin được trích dẫn tải trong bối cảnh tiến độ viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang bị chậm lại. Ông Morrell nói với các phóng viên rằng thông điệp của ông dành cho các nhà hoạt động chính sách Mỹ là dù phải làm bất cứ điều gì đi nữa, viện trợ cần phải được thực hiện nhanh chóng. Ông khẳng định chúng ta cần phải tăng tốc hỗ trợ. Đó là lý do tại sao EU cũng đang tăng cường năng lực phòng thủ công nghiệp của mình. Những tháng tiếp theo sẽ mang tính quyết định. Nhiều nhà phân tích cho rằng Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn vào mùa hè này, và Ukraine không thể chờ đợi đến lúc có kết quả. Bầu cử Mỹ Tổng thống Joe Biden, một đảng viên Đảng Dân Chủ, đã ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Trong khi đó, đối thủ của ông Biden là cựu Tổng thống Donald Trump có lập trường cứng rắn hơn trong việc tiến trợ. Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mike Johnson, một đồng minh của ông Trump, cho đến nay đã từ chối kêu gọi bỏ phiếu về dự luật viện trợ.
John ở đây đã tiết lộ rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa do NATO cung cấp để tấn công các tàu hải quân Nga ở Biển Đen. Đầu tháng này, lực lượng Ukraine đã tấn công một tàu hải quân Nga ở ngoài khơi bờ biển Crimea với sự trợ giúp của một số máy bay không người lái. Các sự cố tương tự đã xảy ra trong cuộc xung đột. Cuộc tấn công lớn nhất của Kiev cho đến nay là vụ đánh chìm xoáy hạm Moskva của Nga vào ngày 14 tháng 0 năm 2022. Tại một cuộc họp báo, ông nói rằng một trong những chiến thắng lớn mà Ukraine đã đạt được là có thể đẩy lùi hạm đội Biển Đen của Nga và tiêu diệt nhiều tàu khác bảo vệ hành lang từ Odessa đến Pak. Ông lưu ý rằng một số tên lửa vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ hành lang này là do đồng minh NATO cung cấp. Những bình luận của ông được đưa ra khi đại sứ Nga tại Washington Anat Antonov cảnh báo rằng tình hình đã leo thang đến mức phương Tây có thể được xem là đại giúp Ukraine tấn công sâu vào. Ông ý rằng sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột Ukraine sẽ gây ra những hậu quả khó lường nhất đối với thế giới. Hãng tin Reuters và Wall Street Journal nhận định Ukraine hiện đang nhắm tới các cơ sở lọc dầu trong nỗ lực làm suy yếu sức mạnh của Moscow, do dầu mỏ được cho là huyết mạch với nền kinh tế Nga. Trong hai ngày 12 đến 13 tháng 3, Ukraine tiến hành một trong những đợt tập kích bằng máy bay không người lái UAV lớn nhất từ đầu chiến sự, nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga với hơn 80 phi cơ. Các cuộc tập kích này gây ra những đám cháy lớn và gây thương vong nghiêm trọng. Điều này được coi là một phần trong chiến dịch tập kích tầm xa bằng UAV của Ukraine vào mạng lưới nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng dầu mỏ Nga, nhằm làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho tiền tuyến, đồng thời gây thiệt hại cho ngành xuất khẩu quan trọng nhất đối với Moscow. Một trong những mục tiêu bị tấn công là nhà máy lọc dầu do Lukoil, một công ty dầu mỏ lớn thứ hai Nga điều hành ở vùng Leningrad, cách biên giới Ukraine khoảng 1.000 km. UAV khác tấn công gần thị trấn Kirishi không xa St. Petersburg, và là nơi có một nhà máy lọc dầu lớn. Những cuộc tập kích UAV này đã được coi là một phần quan trọng của chiến dịch tấn công của Ukraine vào cơ sở dầu mỏ Nga. Sở hạ tầng quan trọng nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga đã gây ra thiệt hại đủ nghiêm trọng, buộc Nga mất nhiều tháng sửa chữa cũng như ra lệnh cấm xuất khẩu dầu để bảo toàn nguồn cung nội địa. Các quốc gia phương Tây đã chấm dứt nhập khẩu trực tiếp hầu hết các sản phẩm năng lượng từ Nga. Dầu mỏ Nga hiện chủ yếu được chuyển đến những nơi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thị trường dầu mỏ mang tính chất toàn cầu và ảnh hưởng của Nga với giá dầu vẫn rất lớn. Những sự gián đoạn mà Moscow đang gặp phải trong xuất khẩu nhiên liệu đã góp phần làm giá xăng và dầu diesel thế giới gần đây tăng. Tuy nhiên, giá dầu thô vẫn tương đối ổn định. Tác động từ các cuộc tập kích tới nguồn cung nhiên liệu cho hoạt động quân sự của Nga rất khó ước tính. Song mạng lưới nhà máy lọc dầu rất quan trọng đối với chiến dịch của Moscow vì xe tăng, tàu chiến và chiến đấu cơ đều cần các sản phẩm tinh chế như xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực. Khi tìm cách tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, Ukraine cũng phải tránh áp lực từ các đồng minh phương Tây. Một mặt, các cố vấn quân sự phương Tây ngay từ những ngày đầu đã khuyến khích Kiev nhắm vào các hoạt động hậu cần Nga. Tuy nhiên, cùng lúc đó, họ cũng yêu cầu Ukraine không khiến giá năng lượng toàn cầu tăng cao, các nhà máy lọc dầu dễ bị ảnh hưởng đến mức đáng kinh ngạc. Michelin, một nhà phân tích năng lượng độc lập, nhận định các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine có thể chắc chắn sẽ tiếp diễn, thậm chí còn được tăng cường hơn nữa. Nhà máy Nernogoro của Len bị tấn công hôm 12 tháng đã phải giảm sản lượng vào đầu năm nay vì những sự cố chưa xác định tại một đơn vị sản xuất xăng. Điều này đã đẩy giá xăng nội địa Nga tăng cao, khiến chính phủ ban hành lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu trong 6 tháng kể từ tháng này. Việc sửa chữa toàn bộ những cơ sở như vậy thường mất vài tháng, nhưng các lệnh trừng phạt đã bóp nghẹt khả năng tiếp cận của Moscow với thiết bị và phụ tùng phương Tây. Nga đã dựa vào chúng để xây dựng ngành công nghiệp năng lượng trong vài thập kỷ qua. Nga có thể thu mua một số linh kiện phương Tây thông qua nước thứ ba, nhưng quá trình này phức tạp và chậm chạp, đặc biệt là đối với các linh kiện chuyên dụng cần thiết cho những cơ sở dầu khí. Trong khi đó, linh kiện tương đương của Trung Quốc đôi khi lại không tương thích tại Nga. Nguồn cung nhiên liệu trong nước là vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với chính phủ trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 15 đến 17 tháng 3, cuộc khủng hoảng nhi Lenwick V. Nhà xuất khẩu dầu hàng đầu Nga vẫn dễ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt trong nước. Đoàn tập kích UAV của Ukraine không chỉ nhắm vào đường ống mà còn có thể phá hủy máy nén van bộ điều khiển cùng các thiết bị khác khó thay thế. Tại nhà máy lọc dầu Nga, Sert Vakulenko, học giả tại Trung tâm Kegi Nga và Á-Âu, cựu giám đốc điều hành năng lượng Nga, nhận định theo thông tin từ Newsweek, Lầu Năm Góc hiện đang bắt tay và thực hiện một chương trình trị giá 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một hạm đội máy bay không người lái sát thủ trên biển. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks vào tháng trước cho biết đây là sáng kiến của Bộ Quốc phòng để chế tạo hàng nghìn phương tiện tự hành sẵn sàng cho chiến tranh, đồng thời là một công cụ để ngăn chặn xung đột. Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc sẽ xảy ra xung đột với Đài Loan trong tương lai, Bộ Quốc phòng sẽ yêu cầu các nghệ sĩ phân bổ 500 triệu đô la cho chương trình trong năm tài chính này. Ngoài máy bay không người lái nước biển, đơn vị đổi mới quốc phòng cũng đang nghiên cứu phần mềm để các máy bay không người lái trên mặt đất và trên không có thể tự tìm kiếm mục tiêu.
Đô đốc Samuel khẳng định việc Trung Quốc xây dựng và tập trận quân sự cho thấy họ có thể tấn công bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Chính phủ Đan Mạch lên kế hoạch gọi phụ nữ tham gia nghĩa vụ quân sự trở thành một trong ba quốc gia châu Âu áp dụng chính sách này. Bộ Quốc phòng Đan Mạch công bố quyết định này vào ngày 13 tháng 3. Chế độ nghĩa vụ quân sự linh hoạt hơn, trong đó có việc bình đẳng giữa nam và nữ, sẽ góp phần giải quyết các thách thức quốc phòng cũng như vấn đề huy động và quản lý lực lượng vũ trang. Nước này sẽ trở thành nước châu Âu thứ ba áp dụng chế độ này sau Na Uy năm 2015 và Thụy Điển năm 2017. Lenwick V. yêu cầu hủy cáo trạng buộc tội ông lưu trữ trái phép tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Thẩm phán Inan Canong ở bang Florida đưa ra phán quyết này vào ngày 14 tháng 3 sau khi lắng nghe luật sư của ông Trump lập luận rằng cáo buộc chính trong vụ án có tính mơ hồ và không chính đáng. Bà Canong cho rằng câu hỏi trên cần được xem xét nghiêm túc nhưng chưa nên được quyết định vào thời điểm này. Ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, không nhận tội đối với bản cáo trạng gồm 40 tội danh cáo buộc ông mang theo trái phép các tài liệu nhạy cảm của chính phủ khi rời Nhà Trắng vào năm 2021. Vụ án tài liệu mật là một trong 4 bản cáo trạng hình sự mà cựu Tổng thống phải đối mặt trong lúc tranh cử vào Nhà Trắng. Cũng tại buổi làm việc ngày 14 tháng 3, bà Canong không đồng ý với một yêu cầu khác của ông Trump. Bà muốn bắt bỏ vụ án với lý do ông coi số tài liệu này mang tính chất cá nhân, không phải tài sản nhà nước. Bà cho rằng vấn đề này có thể được giải quyết trong phiên tòa. Trong thời gian qua, đội ngũ của ông Trump đã có một loạt động thái pháp lý trong 4 vụ án trước cuộc bầu cử. Nếu trở lại ghế tổng thống, ông Trump có quyền chấm dứt 2 vụ án cấp liên bang nhưng không thể ngăn chặn 2 vụ án cấp tiểu bang. Hiện chưa rõ thời điểm bắt đầu xét xử vụ án tài liệu mật. Công tố viên đặc biệt Jack Smith, người phụ trách vụ án, đã đề xuất bắt đầu xét xử vào tháng 7 trong khi Trump đề xuất tháng 8. Được biết, cựu Tổng thống luôn lập luận rằng phiên tòa không nên diễn ra trước cuộc bầu cử. Vụ án cấp liên bang cáo buộc ông Trump cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 đã bị tạm hoãn trong lúc tòa tối cao Mỹ đang xem xét lập luận cho rằng cựu Tổng thống không thể bị truy tố vì những hành động được thực hiện khi còn tại nhiệm. Trong khi đó, phiên tòa xét xử ông Trump ở bang New York liên quan đến việc trả tiền để bịt miệng diễn viên khiêu dâm dự kiến bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 nhưng cũng có thể bị trì hoãn. Language V. Thông tin cần thiết cho cuộc điều tra cây F-21 được thiết kế để vận hành thay thế cho F-35 của Mỹ với giá thành rẻ hơn. Người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Indonesia vào tháng trước nói với các phóng viên rằng chính phủ Indonesia đang thu thập bằng chứng về các cáo buộc rò rỉ. Cây F-21 là một dự án chiến lược của cả hai quốc gia và cả hai sẽ quản lý bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ sự hợp tác này. Hàn Quốc và Indonesia đã giải quyết tranh chấp về vấn đề tài trợ cho máy bay chiến đấu chung vào năm 2022 và kể từ đó đã cam kết sẽ mở rộng hợp tác quốc phòng. Trong bối cảnh băng đảng hoành hành, các trường học và doanh nghiệp đóng cửa, cuộc sống thường nhật của người dân bị đảo lộn, Haiti đang phải vật lộn để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội. Hỏa hoạn đã bùng phát tại nhà tù chính ở thủ đô Port-au-Prince của quốc gia vùng Caribbean này vào sáng thứ Năm, 14 tháng 3. Thông tin từ truyền thông địa phương đăng tải các video tại hiện trường cho thấy làn khói đen dày đặc bao trùm nhà tù. Hiện chưa thể xác định còn người nào bên trong nhà tù hay không và nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là gì. Trong một sự kiện khác, một máy bay phản lực Thổ Nhĩ Kỳ đã nhảy lên và đâm xuống đường băng, bốc cháy dữ dội. Thông tin từ nhà báo Reuters cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 14 tháng 3 theo giờ địa phương. Máy bay đang thực hiện chuyến bay huấn luyện của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Phi công đã kịp thời nhảy ra ngoài trước khi máy bay rơi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Language V.